thông điệp của Chúa dành cho con hôm nay, đứa con yêu dấu của Ngài, là về sự kỳ diệu của cầu vồng. Cầu vồng xuất hiện sau cơn bão với những màu sắc tuyệt đẹp trải dài trên bầu trời, gợi nhắc cho chúng ta về lời hứa và sự trung thành của Chúa. Hành trình đức tin của con cũng là một hành trình hy vọng và lời hứa. Như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, đức tin của con cũng có thể chiếu sáng rực rỡ nhất trong những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, khi con đối mặt với những cơn bão và khó khăn. Hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên con và những lời hứa của Ngài luôn không đổi. Hãy giữ chặt những lời hứa đó như những màu sắc của cầu vồng. Mỗi màu sắc trong cầu vồng đại diện cho một điều gì đó độc đáo. Và đức tin của con cũng được tạo nên từ những khía cạnh khác nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Hãy đón nhận những khía cạnh khác nhau của đức tin của con như cầu nguyện, thờ phượng, phục vụ và học hỏi, và để chúng hòa quyện với nhau tạo nên một cuộc sống tinh thần phong phú và sáng tạo. Cầu vồng là biểu tượng của hy vọng, và đức tin của con cũng là nguồn hy vọng trong cuộc sống của con. Ngay cả trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, đức tin của con có thể là một ngọn đèn hy vọng chỉ dẫn con đến lời hứa của một ngày mai tươi sáng hơn. Như cầu vồng là một lời nhắc nhở về sự hợp đồng của Chúa với nhân loại, đức tin của con cũng là lời nhắc nhở về hợp đồng của con với Chúa. Hãy tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ của con với Ngài thông qua cầu nguyện, học tập và thờ phượng, và con sẽ trải nghiệm sâu sắc tình yêu và ân điển của Ngài. Cuối cùng, cầu vồng chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng vẻ đẹp của nó lại mãi lưu lại trong trí nhớ. Hành trình đức tin của con là một cuộc tìm kiếm tình yêu và khôn ngoan của Chúa suốt đời. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc và trải nghiệm của con, vì chúng đều là một phần của hành trình tinh thần độc đáo của con. Chúc cho hành trình đức tin của con đầy màu sắc và hy vọng như cầu vồng, luôn chỉ dẫn con đến tình yêu và ân điển của Chúa. Amen. Hãy để lại số lượng Amen trong phần bình luận và like. Chia sẻ thông điệp này nếu con thật sự tin vào Chúa.